Ôi, sao hồi lại nãy tính không ra đang để cái kiệt sức luôn. Anh em không biết chứ ở trong GTA ấy. Thua cay à? Thua cay thua thì ai mà chẳng cay các bạn, thua thì ai mà chẳng cay. Nhưng mà thua tí thì này chửi một cay nữa bạn ạ. Ông ấy đi đào đá, ông treo luôn ở đào đá, mình lên làm công an mình bắt thì tội. Thế là mình để ai cho đào các luôn. Bạn ơi, đấy. Có làm có chim. Anh Tùng nhá, hèn gì anh Tùng ao ngành. anh ao ngành nhá, anh xin ra mà. Có làm có chim. Trẻ con là nó phải bị ban là đúng rồi. Đúng không Linh? Có làm có chịu. Đúng rồi bạn ơi. Với lại sau cái đợt này mình cũng rút được kinh nghiệm nữa. Làm hương nha, con rồi của Brand này sau kê ra lửa phê làm anh em nhỉ. Phê mà lựa bạn mà ơi. Chơi, lựa bạn mà chơi. Cái gì lựa bạn mà chơi đó bạn. Cái đó là cái bài học quý giá nhất mình có thể rút qua ra được. Mình hôm qua anh em mình gặp quen mà hình như vẫn thắng đúng không hay thua ta? Gặp gì? Quen đấy, hôm qua anh em mình gặp quen. Anh em mình đánh Brand thắng quen mà. Lúc cuối anh em mình tràn lên tận nhà nó, anh em mình giết hết còn gì nữa. Không, vấn đề thắng thua không có cay, nhưng mà cay là kiểu cứ chửi cha chửi mẹ. Nói chung là thôi, cái gì mấy đứa này không có mẹ à, kiểu cái gì xong rồi đàn súc vật này đi nông đi vui cái gì. tự nhiên chết xong chửi súc vật, xong chửi này chửi nọ, chửi không cha không mẹ mía. Mới chửi luôn hả? Ừ anh mới chửi đó. Anh trộm vì anh report hơi nhanh á, quen rồi á. À nó chửi mình ế mình còn chấp nhận được, tại mình quen rồi. À, đấy là sự thật, không phải là chửi bạn ơi. Ây da, lại Sếp Tùng à. Thì bây giờ làm nào được, họ đi hết rồi, chỉ còn mỗi hai người. Sếp Tùng ơi, lùi. Tùng đặt một chân vào cửa tử rồi. Hãy mất tổng biến em ơi. Hãy hát chiêu, hãy hát chiêu. Về đi. Lùi đi, lùi đi, nó quay lại đấy. Mất tổng biến thôi nhưng mà vẫn còn chiêu. Nó áp sát đưa Sư Tùng, mấy con này áp sát. Để anh ngồi đồ support cho anh, để em farm. Tổng biến lên, tổng biến lên đây. Support em bắt đầu lắm. Bây giờ mình chơi cấu rỉa đi anh ý. Ok. Anh ý vào GTA giả tôi 5 triệu. Đi nhé, không cho lấy gì á. Hay. Ui. Khó quá, quá Yumi ơi. Là mô ma Sếp Tùng ơi. Là mô ma đây giờ cho Lộc. Mà Lộc. Lộc có ra sao không Lộc? Không à. Đây, ai bây giờ nha. Quê. Vui mà. Dạ. Ai có ra ca không? Hôm nay em dính ra ca quá. Trời ơi. Ủa vậy mai 3 giờ có chơi có tập không? Mai 3 giờ có nha. Mai 3 giờ có tâm nha. Mai 3 giờ có. Ok. À, nhưng mà Lộc đang chơi Naraka hả Lộc? Em mới tập chơi mà chơi. Em mới nạp hả? Ở chơi với anh không? Cũng về mua đồ nha. Em cứ mắc đúp nha, anh mắc WQ anh stun cho nhiều á. Hay là đang chơi bằng kiếm? Em chưa chơi giỏi, trời ơi, vô Sếp Tùng nó quá. Trời ơi đủ má. Phải nói Sếp Tùng sống sao để đấy, em đánh ghê ghê tới đi Sếp Tùng ơi. Má thật, nói thật là anh mới chơi được một ngày. Dạ hả? Phải đâu. Vì đó sợ anh Tùng gà quá làm đúng rồi, mày nói mẹ như thế đi anh đỡ tự ái, mày hiểu không? Mày nói như thế đi anh đỡ tự ái, mày nói đẻo anh như thế thì anh nói thật mày là anh em mình. Cái gì mà nhìn mặt nhau nữa. Em nói thẳng đi từ ngay từ đầu là bảo mày cha mày bảo thì mày á cái thằng cha này đã già còn đánh ngu đi đúng không? Bà đâu? Cái Tùng chỉ chơi game, ai chơi lỡ là chơi game ít thôi chứ mấy game khác cái Tùng ui dầm mẹ. Sếp Tùng chơi game nào cũng gắt mà, anh thấy Sếp Tùng chơi LOL cũng kinh mà, gắt lắm. Ôi. Anh có chơi, ngày mai 3 giờ phút tâm rồi các mày PV mình AK Sếp Tùng ơi. Ê, tí ơi đánh mấy này, bính nè này. Dạ hả? Bích chứ. Bích tăng không biết Bích đang bận gì, nãy Bích bảo chơi mà không biết Bích đâu. 3 giờ đúng giờ em á. Em đi mày ơi. Ok. Bây giờ em tôi. Nhưng mà con Naraka nó cuốn quá. Em nhìn mình... là em biết là cuốn rồi, má thằng Châu bây giờ nó stream đến 5-6 giờ xem ơi. Đêm qua em nằm 5 rưỡi em vẫn thấy nó đang stream 5 giờ chứ, em vẫn thấy được. Chơi khó không, chơi khó không? Yeah. Bữa coi chim của ông Ti nó đập vô 10 củ ra được cái con mực gì á. Sao mày sao? Mày sao mà chơi em đang tốn? Mày sao quá?
Má đi một bộ với con Riven khó giết, má đi hai người sắp với nhau dễ giết. Con này cứ làm nha anh em. Hàng bố đi đâu nha, hàng bố đi đâu á. Hình như đang trồng sao á. Đúng anh đi. Anh em mình già, nhưng mà anh em mình tai. Nó hơi run rồi, kiểu già rồi ấy. Già nhưng mà già thì hay à, cái cây của ta. Dạ mà, em chấp nhận sự thật. Sao lý ạ? Quét rồi lý ạ. Đâu nào để đẩy vô cái chiều cuối nó. Ui trời ơi. Thì lại hoàn thương thật sự. Cái này không có lát đâu, cái tình đừng sợ đó. Trời ơi. Hãy xin nhau anh Trang. Anh tính ra em Trang thành anh Trang thành luôn, thằng luôn anh. Thế nó mới đỉnh cao cho em ơi. Không có anh hai anh tí chết luôn. Múa đi, mày múa đi. Múa đi. Thằng này nó vào đây múa nốt này. Múa đi. Dễ múa đi sao không múa nữa. Múa đâu mới đâu mới có thằng từ mít lên nữa kìa. Tùng ơi, lát được chứ Tùng ơi. Chết rồi. À, thế mà nó không chết cả. Nó không chết kìa, nghĩ là nó chết á. Trời ơi. Anh mắc quỳ anh cũng đào nhanh á. Ê, có thằng mít rồi em ơi. Đi xa ra. Ủa nó lát ông lại em rồi. Chạy đi anh ơi, chạy đi anh ơi. Chạy chứ em ơi. Rồi đi, anh bảo trụ. Hay rồi ta. Cái là nó đi thẳng mà nó có đảo đâu anh mày. À đảo hay quá sếp má. Em chóng mặt á, em già rồi em chóng mặt á. Thì như đi thẳng mà. Sếp nó đảo. Bắt lỗi địch ta anh tinh. Ui. Hay à, mình kịp đẩy cái R ra sao nó mất luôn nhở. Mình chết là cái R nó mất luôn à. Ý là cái R anh chưa kịp ra á. Ờ, khi thế anh sẽ mắc cooldown cái tâm này. Mắc cooldown xong anh chỉ stun thôi, chỉ stun. Ào. Hai này không lắc. Anh em chơi game chửi cho vai à anh em ơi. Chửi làm gì cái đó. Các bạn hình dung là bây giờ mình đánh. Bây giờ nói thật là mình lắm nó sẽ đồng ơi. Mình rất là cảm ơn. Em lao. Thằng này luôn, đánh tay nó nhục. Đánh tay nó nhục. Mình có mình. Lao. Các bạn rất nhiều, cảm ơn ta. Các bạn đã vào đây chửi nhá. Bởi vì thực sự thì mình bây giờ bị kiểu bị hơi lờn với cả những cái lời chửi đấy. Vì cái bộ môn lên bên ngày mình stream lâu quá thôi. Trai của mẹ chửi nó trong mà. GTA lúc mình đúng thì mình còn cay chứ còn chửi cái này thì bây giờ mình nhờn quá thôi các bạn này. Trai mẹ thôi. Nhiều khi bị chửi nó cũng hay á. Ờ thì đấy, tự nhiên bây giờ được thêm view, được thêm comment. Má Facebook đánh giá chỉ số ấy đấy em ơi. À, được nhiều view, được nhiều comment, Facebook đánh giá chỉ số ấy là mình xin luôn. À, có mắt này. Tương tác cao. Má, đi một mình chán quá. Này, ra đây bà, Thomas vui nè. Lôi chết rồi. Tốt kìa. Nó rờ luôn rồi, Để làm sao? Hai anh em roaming lên tốt đi. Có ai đón bot không? Khỏi đi. Ôi. Đây. Con mắt của tôi. Đi. Quay nhau ơi. Ai à, hay là dám chơi Linh. Tụi em lên. Nó mai lách. Nách với sếp à? Tám nách à? Mày chơi mấy con này là dễ quá. Buồn cười. À đấy, nhớ nhắc mình ạ. Thấy anh Mạnh mới nhớ tí mình phải đòi lợ thằng Đức Anh mới được. Không dại lừa mình. Thì mặt em lại nhớ đòi lợ Đức Anh là sao sếp?
Thật quá bữa giờ em sòng phẳng thế rồi, em không định dán nào. Cái gì? Phá này. Phá. Ôi, bạn điên à? Nổi lửa lên, nổi lửa lên. Thế là chúng mày điên à? Chúng mày điên à? Chúng mày điên à? Bạn lại hâm mày điên. Nổi lửa lên, nổi lửa lên. Á, được. Chạy tới. Ai tiếp bột kêu vậy? Mình nói xếp Tùng đúng không? Không, không. Ây da, sao nó chết vậy? Sao nó chết vậy? Lỗi game. À, mày trụ bắn mình ạ. Có thằng nhiều máu thì không bắn, thì bắn cái thằng ít máu. Thì trụ bắn ai đốt nó mà. Anh đốt nó thì trụ phải bắn anh chứ. Ây da, tôi không có chú kết, không có chú kết. Em xuống lúc có dòng không? Lầm lầm. Thành phố đang lọc người mà. Những cái thành phần mà kiểu đều đẻo như anh Lý là nó lọc hết. Dạ. Nên phải đá đều thế. Anh Lý đi rồi cũng công nhận là buồn thật, mất một người đào đá chân chính. Mấy bữa nay không đào nữa. Thì bạn Cano không đào nữa. Cái vụ bán calo là bán như thế nào hả? Anh nghĩ để tí vào mình làm thử nè. Anh Tùng muốn đi xa à? Là một người công dân lương thiện, gương mẫu. dù sao mình đã từng khoác lên chiếc áo màu xanh. Ở nó qua nó lụm gần nó bên phải mọi người kìa. Trời ơi, tưởng nào. Trời ơi, đừng tên lao. Đừng tên lao. Hay, hằng này bị đốt chết không, đốt chết không? Chết luôn. Đây là sorry mấy anh em nhá. Đi. Đốt chết luôn. Hay sao? Sao luôn, sao luôn mình không lớn. Ban nick thì cũng chỉ để giúp các bạn không lớn lên người thôi. Rồi, tùng 15 cây đấy, nhiều khi là cây, các bạn cũng cây quá đấy. À rồi, có không bị chém đâu. La chắn mà chưa, hết chưa rồi, hết chưa rồi. Hai từ. Bắt đây mình có la chắn rồi vẫn chết luôn. Thương. Ta bảo rồi, game thì phải không ra chơi game, các ông chơi game, các ông và ông chửi mẹ, chửi cha, chửi bố người ta lên, người ta chửi cái lầm mơ. Nếu mà không chửi thì đâu ai nói gì đâu. Tự nhiên nạn nùng lại trách móc người ta nhẫn tâm. Ờ, trách người ta nhẫn tâm. Tụi nạn nùng thật. Thì ví dụ các ông mà kiểu mà đi giết người trong xin lỗi cũng được thì mẹ có mà. Ôi, mọi người ơi. Thì anh đến đây. Đây. Mình lụm luôn. Mày định ăn cứ giả của tao á? Lào. Náo. Ai da. Ai da, nó là gì đây? Ôi. Cái ông kia đó chứ. Tất cả đôi rồi, còn đôi đồng hồ, tưởng chết được. Thằng này, không lát lắm, không lát nè. Rồi đừng im rồi, các bạn. Nó còn đốt mà, nó chết rồi đấy. Rồi, chết rồi. Nó cũng đau nhiều rồi. Bằng chết luôn. Thôi kệ nó đi, cho nó về em. Nó. Mình nhiều tiền quá, về mua đồ à. Ây da. Không, cảm ơn bạn Giang Trần nhá, bạn chửi người ta căng thế bạn. Thôi, làm sao thì người ta cũng bị trừng phạt rồi thôi, bạn không cần phải chửi lại người ta đâu. Thôi, để cho mấy người đi xem stream nó vui vẻ đi. Cay thật á. Anh em xem stream chill đi, anh em đừng chửi nhau lại, anh em ngồi comment về bàn đấu đi. Đây là một bàn đấu hấp dẫn này, tôi đảm bảo các bạn, đây là bàn đấu hấp dẫn. Má thấy thật lờ biết nó lụng luôn mà. Game lịch sử như mấy bạn revenge này thì ai nói gì đúng không? Ủa, kiểu nãy đây cũng chat ôn nhưng mà chat như thế nào. Ê ô, các bạn có quay ghê rồi. Chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Hay. Nắc này, mày nắc không? Chơi con này luôn. Con rồng.
mình có sứ giả mà đúng không? Ai tụi nó đi đại lộ hết rồi, tụi nó nổi chính rồi. Rồi, ok ok, không sao không sao, mình biết tích lại là anh tìm mình rồi mà. Con này nó hơi mạnh á. 20 số rồi, mình support là 20 số nhẹ nhàng, khỏe lắm. Con này nó náo quá. Bảo nó di chuyển lên cao bờ tốt rồi mọi người. Đây, tụi em cũng đang lên. Này, anh biết này. À. Nó chạy lẹ vậy ta. Ui giời ơi, tuyệt vời luôn Long ơi. Vẫn còn Quy là bạn. Không ngờ à, cái hồi Quy hơi nhanh á. Ngôn ngữ đặc kích thì bao nhiêu ngày à? Ờ, thì nếu như mà mình vui thì mình bảo là có một tuần. Nếu như trong trường hợp mình không vui thì... Ừ, các kiểu thế. Sao mà nó bỏ mình kia? À, buồn quay thật tin. Ui ôi các bạn ơi, tôi thề tôi hiền vãi đái ấy. À, các bạn mà chẳng may gặp một ông tên là Garena Zerd ở trong game mà ông mà các bạn lỡ chửi đi. Mà em tôi thề. Ông ấy ha, check IP, ban tất cả những nick mà các bạn đã từng chơi từ trước đến giờ luôn, thề. Ông Garena Zerd đấy, ông một cục tôi gấp mẹ đúng 1 triệu lần luôn. Tôi hiền vãi đái. Con này trâu à? Nó lên tầm nhà mẹ mà xếp. Đang tới, đang tới đây, Linh ơi, Linh ơi, đang tới đây. Ê à, Linh ơi. Ê à, lôi mạnh Linh ơi. Ây da, con kia nó kháng phép nhiều quá ha. Đúng rồi. Thằng nó xanh nhất team bên kia. Hello. Hi, hello. Mắc quỷ rồi, chạy. Thật ra pha đó là Linh biết là Mạnh có khả năng cân được nên Linh phải giả vờ chết á để tạo điểm. Đúng rồi, nhường spotlight cho Mạnh á, đúng. Hay quá Linh ơi. Anh Linh đây rồi, mắc cooldown rồi. Mình cần bán đồ spot gì à, để nổ đam. Mình đang 130%, Quy hồi có 2,61 giây mình săn một lần. Vãi cả trường. Một PK bạn thì đi nhờ. Phải lên hẳn đốt tâm lực rồi không? Ây à, mình đốt thử cái nắp kìa, vô duyên chưa? Ê, đi bộ ai? À, đứng yên vào góc đấy. Anh nhớ hai cái kiếm gió luôn. Thằng Hà Lộ, đứng yên. Ây à, mất cái số của mày. Ây à. Rồi ok, bù lại 2 số. Mạnh ghê ta. Mạnh mà con Brand mạnh lắm sếp. Trời. Thực ra con Brand mà sếp muốn nó bắt nó thật là hơi thừa á. Bởi vì con Brand nhiều mana lắm. Không, skill của nó còn ít ra, tính là ít tốn mana chứ phải so brain nhiều. Cũng đúng. Your team has destroyed an invader. Ok, Lăng Trần ơi, yên tâm, yên sở tâm. Những baby hỏi chậm. Tìm địch hỏi nha. Họ nhìn khó chịu không? Họ kiểu họ chậm. Ní anh ní ấy à? Ní đang trầm cảm mà anh ní. Ní ơi. Nghe. Anh cứ đổi trầm cảm quá. Không, đây đang hết sức tập trung này. Làm thao. Chơi thôi.
Không chơi tụi mày nữa, để mình núp. Tới đây, tao đang săn tinh viễn này. Rồi, nó bất tỉnh rồi. Ây da. Vấn đề là quay hơi lâu á. Stun nó rồi đấy. Sao mấy này ra lần lượt như vậy? Má nó stick 5 người vào cùng lúc thì có vẻ là tình thế nó căng thẳng hơn một tí không? Thật ra là tôi thấy là nó cũng thế thôi. Cái kèo này nó low up cho các bạn quá. Khổ quá. Má trời ơi, đốt kìa. Đi luôn rồi. Tại bữa nó không ra cùng nhau tụi nó ra rừng lượt á. Thật sự bị nhiều các phép tạch đó đồ hàng luôn à. Ai là ai là chứ là còn đâu đúng mẹ. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.